Chào mừng quý vị đang quay trở lại với tạp chí Ngân hàng trên kênh FBNC, và ngay bây giờ sẽ là những thông tin trên thị trường thế giới. Thưa quý vị, các nền kinh tế châu Á đã có những bước tiến nhất định trong thời gian qua, cho dù vẫn còn đối mặt với rất nhiều thách thức. Nhiều ý kiến cho rằng việc giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ của khu vực này là điều rất cần thiết để giúp cho các quốc gia có sự tăng trưởng bền vững hơn. Theo một báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới World Bank đã tiếp tục giữ dự báo về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương, hay còn gọi là khối EAP, trong năm 2017. Theo đó, GDP của khu vực này bao gồm cả Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng 6,2% vào năm nay, giảm nhẹ so với mức 6,4% hồi năm ngoái và tiếp tục chậm dần về 6,1% trong năm 2018. Ngoài ra, World Bank cũng giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lần lượt là 6,5% và 6,3% vào năm 2017 và 2018. Bên cạnh đó, tổ chức này đã đưa ra đánh giá về những rủi ro mà khối EAP đang phải đối mặt, đó là sự sụt giảm về hoạt động giao thương toàn cầu và xu hướng thắt chặt các điều kiện tài chính ở nhiều quốc gia chủ chốt. Mặc dù đứng trước không ít thách thức, World Bank cho rằng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trưởng cho các quốc gia Đông Á Thái Bình Dương như sự khởi sắc về nhu cầu tiêu dùng nội địa, bao gồm hoạt động đầu tư công và tư nhân. Theo nhận định của World Bank, những nền kinh tế của khu vực này cần phải điều chỉnh các chính sách tiền tệ một cách hợp lý trước áp lực gia tăng của giá tiêu dùng và sự hồi phục trở lại của mặt bằng giá cả hàng hóa. Với chính sách tiền tệ tại Indonesia, World Bank đánh giá nước này cần tiếp tục duy trì động thái nới lỏng của mình. Còn ở Philippines, quốc gia này nên sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh do mặt bằng lạm phát đang tăng cao. Hiện tại, sự sụt giảm từ hoạt động giao dịch toàn cầu cũng như tại Trung Quốc được đánh giá là rủi ro đối với tốc độ tăng trưởng của khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. World Bank cho rằng xu thế hồi phục của nền kinh tế khu vực này sẽ được kiểm định lại, đặc biệt là khi quá trình thắt chặt các điều kiện kinh tế tăng tốc hơn, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy nhanh quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của mình. Ở thời điểm này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ cũng đang đứng trước áp lực duy trì gói kích thích kinh tế, trước sự hồi phục của nền kinh tế đã làm tăng hoạt động tiêu dùng cá nhân cũng như tỷ lệ lạm phát. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nền kinh tế nước này vẫn còn gặp nhiều thách thức khi mà lạm phát có thể quay đầu giảm trở lại. Còn với quan điểm của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, các nền kinh tế mới nổi sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm nay, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang trong quá trình nâng lãi suất. Trong khi các thị trường mới nổi và đang phát triển được hưởng lợi từ giá hàng hóa leo thang, thì những rủi ro về chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và thắt chặt các điều kiện tài chính đang trở thành những thách thức lớn cho các nền kinh tế này. IMF cho rằng mặc dù các thị trường mới nổi và đang phát triển, vốn chiếm hơn 75% sản lượng và tiêu dùng toàn cầu, đều đang đối mặt với các vấn đề từ bên ngoài. Tuy nhiên, những nơi này vẫn còn dư địa để có thể kiểm soát được những khó khăn hiện tại. Theo nhận định của IMF, các thị trường mới nổi và đang phát triển có thể thực hiện những giải pháp như đẩy mạnh tái cơ cấu, áp dụng các chính sách phù hợp trước tình trạng bảo hộ thương mại gia tăng, linh hoạt trong chính sách ngoại hối, đồng thời tăng cường kiểm soát tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai, nợ nước ngoài và mức nợ công cao. Và tiếp theo xin mời quý vị điểm qua một số thông tin về chính sách và tỷ giá trong tuần. Tiếp theo sẽ là những thông tin nổi bật như sau. Ngân hàng Thế giới cho biết sẵn sàng giúp đỡ Venezuela giải quyết cơn khủng hoảng. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo rủi ro tài chính từ kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ.